Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin tối ngày 26 tháng 8 hôm nay, chúng ta sẽ quay trở về nói về tình hình chiến sự mới nhất giữa Nga và Ukraine. Tình hình thì thực ra cũng chẳng có gì mới. Tuy nhiên, trên Reuters hôm nay đã có một bài viết với tiêu đề như sau: Tư lệnh mặt trận phía Nam của Ukraine cho biết họ sẽ tăng tốc tiến công trên mặt trận này. Theo đó, tờ báo này dẫn lại lời lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng họ đã xuyên thủng tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía Nam, tức khu vực Rabotino thuộc Zaporizhia. Và giờ đây chế độ Kiev có thể sẽ tiến quân nhanh hơn bất cứ khi nào mà bọn họ muốn Được biết rằng cách đây không lâu chế độ Kiev cũng đã cho công bố một video bọn họ đã tái chiếm ngôi làng này Nhưng phía Nga cũng buồn bực khẳng định rằng ngôi làng này vẫn đang trong khu vực vùng xám Có nghĩa là hiện tại nó vẫn đang ở trong khu vực giao tranh Về mặt bản chất thì ngôi làng này không hề có bất cứ giá trị chiến lược nào Ngoài việc nó là một trong những tuyến đường ngắn nhất để có thể tới bờ biển Azov cách đó 100km và cũng là con đường ngắn nhất để tới Melitopol cách 85 km. Nói tóm lại thì theo tờ báo này dẫn nguồn các quan chức Kiev thì phía Ukraine đã lại một lần nữa tái chiếm được ngôi làng Rabotino và họ cũng tuyên bố luôn là đã khoan thủ tuyến phòng thủ đầu tiên của những người Nga. Vậy nên những tuyến phòng thủ tiếp theo cũng sẽ bị phá hủy nhanh chóng. Câu hỏi bây giờ là điều này có phải là sự thật hay không? Vậy chúng ta phải tới những báo cáo từ phóng viên chiến trường Nga để có thể rõ được điều đó. Theo tài khoản biên niên sử, một phóng viên chiến trường rất nổi tiếng ở Nga đã cập nhật tình hình Rabotino vào ngày 26 tháng 8, tức hôm nay như sau. Các báo cáo về việc lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khu định cư Raportino là không đúng sự thật Tình hình vẫn tương đối yên tĩnh Các đơn vị quân đội Ukraine sau hàng chục những cuộc phản công lớn nhỏ trong những ngày gần đây Họ đã có một cuộc tập trung lớn Một số đơn vị, chủ yếu là các đại đội trinh sát và tiểu đoàn Đã được rút một phần khỏi mặt trận do mất khả năng chiến đấu Cuộc chiến chủ đạo của hai bên vẫn là do pháo binh kiểm soát lực lượng Ukraine thì đang cố gắng sử dụng một số lượng lớn đạn trùm và bom chụp Trong khi các khẩu đội phản công của Nga thì đang cố gắng tiêu diệt từng khẩu pháo cắm của Ukraine Lúc này, lực lượng hàng không đang chiếm một vai trò quyết định then chốt Nga liên tục cử những máy bay thả bom FAB-250-500 vào các vị trí chiến lược của Ukraine trên khu vực Rabotine Bán kính trong khu vực này 25-30 km đều nằm trong phạm vi bị công kích Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là vô cùng nặng nề Đoạn video đã cho thấy một chiếc xe bọc thép chở quân Striker do Mỹ sản xuất đang nằm vắt vèo trong một khu vực thuộc vị trí của Ukraine. Vậy đó, đây là toàn bộ báo cáo từ hai phía Ukraine và Nga. Và theo các bạn, ai mới là những người nói đúng? Theo tôi, những người Nga nói mang tính khả thi và có logic hơn. Cả hai đều thừa nhận rằng đây là một cuộc chiến của pháo bình. Như vậy, thế trận chúng ta cứ cho là đang cân bằng đi. Vậy nên, Ukraine sẽ rất khó để có thể phá vỡ tuyến phòng thủ này nếu không có sự hỗ trợ của đường không. Nhưng họ có sao? Ukraine không có, nhưng những người Nga lại có. Nga có trực thăng K-52 với biệt danh sát thủ săn tăng. Nga có máy bay ném bom chiến lược. Nga cũng có rất nhiều các máy bay trinh sát không người lái. Vậy tôi xin hỏi các bạn rằng tổn thất của Ukraine tại khu vực Rabotino có lớn hay không? Cứ cho là họ có thể công phá được tuyến phòng thủ đầu tiên của những người Nga đi. Thì họ đã phải trải qua những gì sau hơn 3 tháng qua. Hơn 50.000 binh lính và 5.000 khí tài hạng nặng khác liên quan đã phải nằm xuống. Như vậy để có thể hoàn thành mục tiêu chiếm luôn cả Crimea và thu hồi những phần lãnh thổ đã mất, Ukraine liệu có còn người hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ chế độ kép cũng đang chuẩn bị cho một đợt huy động mới. Tổng thống online Zelensky vừa sa thải một loạt các nhà tuyển dụng ở một số khu vực vì nhận hối lộ để giúp cho những công dân Ukraine thoát nghĩa vụ quân sự. Vậy nên, với tôi vào lúc này Ukraine xong rồi, họ làm gì con người nữa đâu mà mơ về một giấc mơ phản công. Trong khi đó, nền kinh tế thì hoàn toàn bị phá hủy ngũ cốc không bán được, sản xuất cũng đỉnh trệ. Tất cả những gì mà Kiev có bây giờ đều đến từ đi xin. Mà đã đi xin thì tự hỏi lấy cái gì ra để có thể chiến thắng với một quốc gia có thể tự cung tự cấp mọi thứ. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện đầy huy hoàng khi mà chủ tịch của Liên minh châu Ursula von der Leyen nói rằng lệnh trừng phạt của EU đã khiến cho nền kinh tế Nga sụp đổ. Bọn họ thậm chí bây giờ phải tháo những chiếc máy giặt rồi là tủ lạnh để có thể lấy những con chip lắp vào tên lửa mà chiến đấu. Những tưởng bài phát biểu rất ảo ma Europa này đã trở thành truyền thuyết Nhưng không, vào ngày hôm nay, kỷ nguyên mới của năm 2023 Người phụ nữ quyền lực thứ hai của châu Đó là quý bà, ngoại trưởng Đức Anna Lena Baerbock bỗng chốc cũng có một bài phát biểu có thể gọi là đánh bật những bài phát biểu của chủ tịch Liên minh châu trước đây. Bà ấy nói rằng máy giặt của Đức đang được tháo dỡ ra ở Nga để chế tạo những máy bay không người lái và tên lửa. Chúng tôi chính là những người cung cấp những chiếc máy giặt này cho bọn họ. Ý bà ấy ám chỉ những người Nga. Rõ ràng là chúng tôi có các nhà máy sản xuất máy giặt và các thiết bị gia dụng khác nổi tiếng trên khắp thế giới. Chúng đã được gắn những con chip có thể chết xuất và sử dụng cho máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, để chứng minh điều này, bạn không thể chỉ nói, chúng tôi sẽ không xuất khẩu máy giặt nữa. Chúng tôi phải tìm ra nơi các biện pháp trừng phạt đang bị lách luật và phải có những người chịu trách nhiệm cho nó. À đù. Sau khi nghe bài phát biểu này, tôi suýt nữa thì sặc nước miếng. Tôi không hề phủ nhận là các hệ thống máy móc do những người Đức sản xuất vô cùng xịn sò con bò. Nhưng là đi, bà ấy thật sự nghĩ rằng những người Nga đang bóc những con chip từ máy giặt hay tủ lạnh ra để lắp vào tên lửa hay các máy bay không người lái thật sao. Có thể trong một số trường hợp nào đó thì đúng là như vậy. Đây là tinh thần chê cháo của những người anh em Nga. Nhưng để mà sản xuất với một số lượng quy mô công nghiệp thì thử hỏi bao nhiêu máy giặt và tủ lạnh để cho những người Nga có thể sản xuất. Và việc bạn mua một chiếc tủ lạnh, hai cái máy giặt có giá thành vô cùng cao chỉ để lấy một con chip lắp vào một chiếc máy bay không người lái giá rẻ là một điều hợp lý hay sao? Chính vì vậy tôi luôn nói rằng đây là người phụ nữ quyền lực thứ hai của Liên minh Châu sau quý bà Ursula von der Leyen bởi vì mỗi phát biểu của họ có thể khiến chúng ta không rét mà run. Hãy xem chính các công dân của vườn địa đảng nói gì sau những phát ngôn bất hủ của Ngoại trưởng Đức. Một tài khoản tên là Hasina và bình luận như sau. Khó chịu thật sự. Tiếp theo sẽ là cái gì? Họ sẽ lấy chip từ máy dung. Còn máy dung để làm gì? Thì xin mời các chị em phụ nữ vào bình luận. Cái này thì tôi không biết. Một tài khoản khác tên là Rob thì vào mỉa mai như sau. Tôi nghe nói những người Nga đang chế tạo tàu vũ trụ từ lò vi sóng. Khoản khác tên là Hameha và bình luận như sau. Đây có thể là chiến dịch mới của những người Đức nhằm quảng bá máy giặt được sản xuất của họ. Trong khi đó tài khoản tên là Sokobe thì vào bình luận như sau. Người Đức nói rằng họ có rất nhiều loại chip này. Nhưng họ lại không thể chế tạo được những chiếc máy bay không người lái, hiệu quả và giá rẻ để cung cấp cho Ukraine. Trong khi một tài khoản khác tên là Kasimi và bình luận như sau. Cả châu đang tràn ngập loại diễn hài chính trị này. Ai cũng thông minh cho tới lúc họ nói. Vâng, theo đó, dường như để là một chính trị gia, một giới tinh hoa cao cấp của Liên minh Châu có vẻ khá là nhàn. Bạn chỉ cần tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, biết đọc, biết viết tiếng Anh là có thể làm được chủ tịch hay ngoại trưởng. Cả hai người phụ nữ huyền thoại này đều cho rằng những người Nga có thể sử dụng chip máy giặt vào tủ lạnh để lắp vào bất kỳ một hệ thống tấn công nào. Tôi thật sự không biết rằng họ đang đánh giá quá cao những người Nga hay họ đang tự hạ thấp trí tuệ của mình nữa. Tôi thật sự không rõ rằng quý cô Anna Lena Bayerbock có phải đang muốn kích thích lại thị trường sản xuất của những người Đức hay không? Bởi vì theo một báo cáo gần nhất, nền kinh tế của Đức đã không tăng trưởng trong quý 2 năm 2023 sau hai quý liên tiếp sụt giảm và suy thoái. Theo truyền thông cho biết, thì đây là một kết quả tuyệt vời từ những người bạn Mỹ khi họ đã cho nổ tung đường ống diễn khí đốt Nord Stream, một dòng vốn khổng lồ trong năm nay đã chảy từ Đức sang Mỹ, nơi đang bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho họ đắt gấp 4 lần so với cả khí đốt của Nga. Trong khi, Đức cũng đang mua dầu và khí đốt từ Ấn Độ, một quốc gia mà gần như nguồn tài nguyên thiên nhiên này đang do những người Nga cung cấp. Cùng một loại sàng, giờ đây những người Đức đang phải trả gấp 5 lần so với cả trước kia. Chính những điều này đã dẫn đến sự phá sản của rất nhiều các công ty trong ngành công nghiệp của Đức vì sản phẩm của họ trở nên quá đắt đỏ và kém cạnh tranh trên thị trường thế giới so với các sản phẩm của Trung Quốc. Bởi hiện nay, Trung Quốc đang nhận được nguồn năng lượng tự nhiên giá rẻ từ Nga như Đức trước kia. Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho những gì sẽ xảy ra ở Đức và châu Nếu không thực hiện các bước nhằm ngăn chặn chiến tranh Và khởi động lại việc hợp tác với Nga Olaf Scholz chính là một nhà vô địch về khả năng tự hủy diệt Vâng, nhìn từ các báo cáo này Chúng ta thấy được bài phát biểu của Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baerbock Không phải là vì lú Có thể đây là một cách marketing đầy hiệu quả của bà ấy Bà ấy muốn kích cầu ngành công nghiệp sản xuất đồ gia dụng của Đức Ý bà ấy muốn nói với thế giới rằng Các bạn mua tủ lạnh và máy giặt của chúng tôi không những đẹp bền, xịn sò, có giá trị sử dụng mà trong tương lai khi hỏng hóc, bạn còn có thể lôi chip ra bán cho những người Nga chế tạo tên lửa và máy bay không người lái. Quá kinh khủng, quá nai trở Đúng là một bài phát biểu khiến cho chúng ta cảm động. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng bỗng chốc lại nghẹn lại, chỉ biết ước ở châu Âu vào lúc này nó thực sự đang trở thành một gánh xiếc chứ không phải là một liên minh về kinh tế và chính trị người phụ nữ quyền lực thứ ba của châu Âu vào lúc này tôi muốn nói cho các bạn đó chính là thủ tướng của Estonia Kandarian Kalas một trong những người chống nga một cách quyết liệt nhất trong hơn một năm qua chính bà ấy đã đứng trước truyền thông và tuyên bố một cách đầy mạnh mẽ và hào hùng rằng mọi hoạt động kinh doanh của chúng ta với cả những người nga cần phải dừng lại ngay lập tức cho tới chừng nào cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn làm ăn với cả Nga cũng đồng nghĩa với việc bạn đem tiền cho Tổng thống Putin thực hiện một cuộc chiến tranh xâm lược với cả Ukraine. Và rồi, chính người phụ nữ thép này, Thủ tướng của Estonia, một trong những quốc gia thuộc cả NATO và EU, đã công khai bài Nga một cách vô tội vạ, cấm đoán mọi hình thức kinh doanh trong quốc gia của mình với cả Nga. Nhưng vào ngày hôm nay, một bê bối thế kỷ đã bị phanh phùi khi mà báo chí của quốc gia này đã đưa tin rằng công ty của chồng Thủ tướng Estonian Kanzan Kalas vẫn đang hoạt động kinh doanh với cả những người Nga vô cùng tốt Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra tới này Theo một báo cáo chưa xác định Thì chồng của Thủ tướng Estonia đã kiếm được hàng triệu triệu euro Từ công ty của mình khi làm ăn với Nga Nói một cách đơn giản là sau khi Thủ tướng ra lệnh Cấm các công dân của Estonia làm ăn với cả Nga Thì chồng của Thủ tướng lại là một trong những người làm ăn tợn nhất Lúc này điều gì sẽ xảy ra? Vâng, phía Nga chính là phía cầu Sẽ rất thiếu các nguồn cung và chồng của thủ tướng là một trong những nguồn cung duy nhất vì vậy việc giá thành tăng từ các lệnh trừng phạt thì chồng của thủ tướng ăn lãi ngập mồm cũng là chuyện tất nhiên theo một cuộc thăm dò dư luận mới nhất có khoảng 57% công dân của Estonia muốn thủ tướng Kalas từ chức tuy nhiên thay vì theo đúng phong cách của phương tây là họ sẽ cúi đầu và xin từ chức để bảo vệ nền dân chủ thì thủ tướng Kalas lại làm ngược lại đại ý của quý bà này là người có tài người ta mới không sợ từ chức chứ cứ như mình từ chức thì lấy gì mà ăn tôi đùa thôi nhưng lời của thủ tướng nói trước truyền thông nó cũng chẳng khác gì như vậy bà ấy đã nói rằng tôi không hề có bất kỳ một kế hoạch từ trước nào tôi đã phục vụ và sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng vì tự do của ukraine và estonia còn về vấn đề giải thích lý do tại sao chồng của mình vẫn làm ăn kinh doanh với những người nga thì bà ấy chỉ nói gọn lỏn rằng bà ấy không biết khi về nhà họ chỉ nói chuyện tình yêu chứ không hề nói chuyện công việc của nhau bà ấy chỉ biết rằng công ty của chồng đang thực hiện những phi vụ vận chuyển hàng hóa từ estonia đến nga và bà ấy tin rằng hành động của mình là đúng vì bà ấy chỉ đang muốn giúp đỡ một công ty tốt ở estonia không bị phá sản đấy vườn địa đàng của châu nó là như vậy đấy nói cái gì nó cũng hơn người họ làm không phải vì tiền mà là vì giá trị tự do dân chủ cho những người dân bằng cách cấm những người dân buôn bán với cả những người nga để cho chồng mình làm hết có những giới tinh hoa như vậy lãnh đạo lên mình chầu thử hỏi nước nga làm sao mà không hùng thịnh theo một báo cáo từ phía Nga cho biệt, thì nền kinh tế của Moscow đã tăng trưởng hơn 20% chỉ sau có 5 năm. Đây cũng chính là xác nhận tới từ Phó Thị trưởng Chính sách Kinh tế Vladimir Efimov. Ông ấy đã nói rằng, thủ đô của Nga hiện giờ là nơi tập trung toàn bộ những ngành công nghiệp tiên tiến nhất. Ngay cả trong những năm chiến dịch quân sự đặc biệt vừa qua, khi mà nền kinh tế của thế giới đang bị đình trệ theo đúng nghĩa đen, thì Nga vẫn đang có những phát triển vượt bậc. Moscow hiện nay không còn là một thành phố của những trung tâm thương mại và nhà hàng sang trọng như trước nữa, mà nó còn là nơi tập trung của toàn bộ những ngành công nghiệp cao, tiên tiến nhất của đất nước. Giờ đây, thành phố đang thành lập những trung tâm hỗ trợ công nghiệp để tập trung vào việc thay thế dần dần toàn bộ hàng nhập khẩu. Vâng, hai cách điều hành đất nước từ Liên minh Châu và Nga, số liệu thực tế đã cho chúng ta thấy ai đang đi theo đường lối đúng, mặc dù Nga chịu hàng chục nghìn các lệnh trừng phạt. Nhưng nền kinh tế của bọn họ vẫn phát triển tốt Trong khi một châu tập thể chẳng hề chịu bất kỳ một lệnh trừng phạt nào, thậm chí còn đi trừng phạt người khác, lại đang là những người sống trong sự leo lát hơn. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.